Một sự việc đau lòng bé gái mới 8 tháng tuổi ở đội Cấn Hà Nội bị một con chó ngao tây tạng cắn dẫn đến tử vong đang khiến không ít gia đình lo lắng, nhất là các gia đình có con nhỏ lại đang nuôi chó. Trên thực tế thì đã có không ít trường hợp trẻ bị chính chó nhà tấn công, nhẹ thì bị chấn thương mà nặng thì tử vong. Một câu hỏi mà nhiều người đặt ra là vì sao loại chó mà gia đình nuôi lại vẫn hung hãn tấn công người trong nhà? Theo các chuyên gia huấn luyện chó có hai khả năng Thứ nhất có thể là do gia đình khi mua chó chưa tìm hiểu kỹ xem chó đã qua huấn luyện hay chưa. Với giống chó giữ, nếu chưa qua huấn luyện mà đã giao cho người mua thì rất nguy hiểm. Khả năng thứ hai là chủ nuôi không tuân thủ các quy định khuyến cáo khi nuôi chó giữ, không thân thiện với chó. Cũng theo các chuyên gia thì hầu hết người nuôi chó, nhất là nuôi chó giữ ở Việt Nam, không có kinh nghiệm chọn mua chó, không quan tâm đến nguồn gốc, gia phả và quản lý giấy tờ của chó. Với những loại chó đắt tiền, khi mua bán nhượng lại đều có các loại giấy tờ được Hiệp hội nuôi chó ở các nước thông qua. Nếu không có kinh nghiệm, người mua rất dễ mua phải những con chó thải loại, chủ yếu là từ Trung Quốc, có thần kinh yếu, dễ bị kích động, tấn công người, thậm chí chủ nuôi khi mất bình tĩnh. Chó ngao Tây Tạng có thể là một trong những loài như thế.